Rồi quý vị ơi, bonsai 619, 6 cây tổng hợp, 350 bao ship nha quý vị. quen ship code là chuyển khoản trước nha. Đầu tiên là một cây sâm núi có trái nha quý vị. Rồi một cây nha, bữa nay là bán cuối luôn rồi nha, nghỉ luôn rồi nha quý vị, ăn Tết luôn rồi. Đây cây số 2 là cây sơn liễu nha quý vị. Đó. Số 3 là cũng một cây mai chiếu thủy nha. Đó. Rồi ba cây, cây số 4 là cây chào phúc kiến giống mới nha Đó. rồi cây số 5 cũng là cây mai chiếu thủy luôn nè mấy cây này có đế rất là đẹp nha quý vị già dữ lắm luôn rồi về uống éo lại mà chơi nha quý vị rồi năm cây ha cây số 6 là cây sâm núi luôn ừ, 6 cây nha tha hồ lựa chọn bữa nay tôi đang cả chục cái lô như vậy luôn chục cái đồ mà tổng hợp vậy luôn nha quý vị bước cuối luôn rồi và kết thúc luôn